Vâng, hôm trước em có giới thiệu cho bác một cái số mã SIM đấy. Thì đầu năm nay em cũng định làm thêm một số cái mặt hàng nhưng mà chưa làm giấy phép cấp phép kinh doanh được. Chưa cấp phép kinh doanh được nên là một số cái mặt hàng thời trang nó đang mua những cái số này để dùng để bán hàng cho các bác dễ nhớ đấy. Dễ nhớ. Nhưng mà hàng thì chưa chưa xuất được mà hóa đơn chưa làm được đâu bạn. Nên là em nhượng lại cho bác làm nhé. Những cái giá em đưa ra đây là vừa gửi cho bác và vừa mừng tuổi cho bác tiền triệu rồi đấy. Vì ví dụ như cái số điện thoại là 256 256 này này, số taxi này 256 256 này không có bác nào mua vào 900k đâu. Em đã mua mất 1 triệu 6, 1 triệu 8 đây, 1 triệu 6 này, nhìn chưa? Em mua 1 triệu 6 đây. Con này đã mua đi. Nên tất cả những cái mức giá này bác nào thấy hợp tuổi của mình rồi hợp tuổi của con của bạn hay là thích cái số nào trong này thì bác lấy. Em để cho bác mức giá, những cái mức giá này nó chỉ còn lại là 1 phần 3 thôi nhé. 1 phần 3 giá trị của nó thôi. Bởi vì là nếu như mà em không chuyển nhượng cho các bác ấy, thì em để nó chỉ được trong vòng 2 3 tháng là khi đó em phải nạp tiền vào. Em phải nạp tiền vào mà không nạp thì họ sẽ tự xóa mất nó phí. Nhưng bây giờ em để cho các bác 1 phần 3 giá thành thôi. Ví dụ như con đầu tiên đây, con này 900k này. Số này 023 256 256 này. Đấy, bác nào thích thì chuyển cho em Tuấn 900k nhé. Em nhượng lại số này cho bác. Đấy. Sang số này nữa 0563 22 86 86 nhé, 86 86 mãi mãi phát lộc, phát lộc rồi 900k mãi mãi phát lộc, còn đây là 256 256 là mãi sinh lộc, mãi sinh lộc, ok chưa? Xuống tiếp tục này 999 696 được chưa, 800k số này 999 696 800k và tiếp tục số 900 rồi nữa. À, 900k này là số 1999 nhé. Bác nào mà sinh tháng 2 1999 mua con này về tháng 2 1999 này. Bạn nào 900k. Tháng 2 một nó là bạn nào sinh tháng 2 1999 900k nhé, con SIM này. Tiếp tục con SIM 900k nữa. Đó là con SIM 3 con 2 tam hoa. 568 này. Sinh lộc phát này, sinh lộc phát được chưa? Đó, ba con. Con này, đấy. Ba con 2 để cho bác 900k. Và con này 800k nữa là 111818 được chưa? Nhất 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 phát 800k. Đấy, bác nào thích thì liên hệ với em Tuấn về nạp tiền vào dùng thế thôi. Ok các bác nhé. À, có một số đây, cái SIM hai SIM này này em Tuấn đã kích hoạt lên rồi, thì đang đang cắm trên điện thoại em rồi. Còn những cái SIM này các bác về kích hoạt. Ok chưa? Chào bác.